Ôi trời ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại Clickbuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống Clickbuy trên toàn quốc. Xin chào anh em đã quay trở lại với một video gần cuối năm này. Chúng ta sẽ cùng nhau ném gạch lại một chút về toàn bộ thế giới công nghệ trong năm 2022 vừa qua. Có thể thấy rằng là năm 2022 đã thực sự là một năm sóng gió khi mà gió to đến mức túi tiền của anh em đã mỏng đi trông thấy. Kể cả tiền thật lẫn tiền ảo thì đều thi nhau bốc hơi hết rồi. Và trên cả thế giới, sự hỗn loạn cũng không loại trừ các tên tuổi công nghệ lớn nhất. Metaverse có thể phổ biến trong tương lai, Elon Musk có thể lèo lái con thuyền Twitter đi đúng hướng, hay tiền số sẽ vượt qua mùa đông. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Còn trong 12 tháng qua, giới công nghệ liên tục chứng kiến sự lao dốc và hỗn loạn tại Twitter, Meta và thị trường tiền số, cùng nhiều thứ nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại nhanh ngay sau đây nha. Đầu tiên là Twitter rối ren dưới thời Musk. Cuối tháng 10, tỷ phú công nghệ Elon Musk chính thức nắm quyền kiểm soát Twitter sau thời gian dài có ý định hủy bỏ thương vụ. Nhưng thay vì mở ra một giai đoạn thịnh vượng và hiệu quả mới, những gì ông thực hiện trong 2 tháng qua liên tục vướng phải những tranh cãi. Đầu tiên, ông sa thải hơn một nửa số nhân viên của Twitter, nhưng đến nay mọi thứ đang chống lại ông. Nền tảng cần họ để duy trì hoạt động. Mục tiêu Twitter 2.0 đòi hỏi nhân viên cam kết trung thành và làm việc chăm chỉ, cũng vấp phải làn sóng phản đối, dẫn đến sự ra đi của nhiều kỹ sư và nhân sự chủ chốt khác. Musk cung cấp tùy chọn xác minh trả phí trên nền tảng, nhưng tính năng lập tức dẫn đến tình trạng mạo danh những nhân vật và thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông cũng hồi sinh nhiều tài khoản gây tranh cãi và đã bị cấm trước đó. Trong khi đó, thì hàng loạt thương hiệu lớn ngừng quảng cáo trên Twitter vì lo ngại các nội dung tiêu cực xuất hiện nhiều hơn trên nền tảng. Tỷ phú Mỹ từng đe dọa khách hàng, nhưng sau đó lại phải tìm cách thuyết phục họ quay lại. Ngoài ra thì Twitter cũng đang phải gánh khoản nợ 13 tỷ đô la Mỹ mà Musk đã vay để mua nền tảng này. Musk thừa nhận tình cảnh công ty như máy bay đang rơi, không an toàn dù phá sản không còn là nguy cơ với Twitter. Thứ hai là Google Stadia bị khai tử. Stadia từng được Google coi như là câu trả lời dành cho máy game truyền thống kiểu như Nintendo, PlayStation hay là Xbox. Nền tảng chơi game Google Stadia ra mắt từ năm 2019 được đánh giá là cuộc cách mạng trong lĩnh vực game khi cung cấp cho người dùng khả năng truy cập trò chơi mọi lúc, mọi nơi mà không cần tải xuống hoặc là cài đặt thông qua đám mây. Nhưng vào tháng 10, Google thông báo ngừng dịch vụ và hoàn lại tiền cho tất cả người chơi đã mua phần cứng, nội dung và tiện ích bổ sung của Google và cửa hàng Stadia. Giới chuyên gia nhận định Stadia là một trong những thất bại công nghệ lớn nhất những năm gần đây, không riêng 2022. Nguyên nhân thất bại của Stadia được mổ xẻ thời gian qua là thiếu ổn định, độ trễ cao, thường xuyên bị ngắt kết nối giữa chừng, vân vân. Đây đều là những yếu tố vốn rất quan trọng trong quá trình chơi game. Chỉ cần một trong đó gặp vấn đề, game thủ có thể đã bỏ đi. Các đánh giá chung quan điểm rằng Google Stadia gây thất vọng lớn cho game thủ và những người mê công nghệ, do đó mà việc nền tảng bị khai tử chỉ là vấn đề thời gian. Thứ ba, tham vọng Metaverse của Meta. Facebook đổi tên thành Meta vào tháng 10 năm 2021 với mục tiêu chính là theo đuổi tham vọng vũ trụ ảo Metaverse. Thế nhưng, đây được xem là nguyên nhân chính khiến tình hình công ty của Mark Zuckerberg xấu đi chỉ sau một năm. Công ty đang gặp phải vấn đề lớn với tham vọng của mình khi mà chi phí cho nền tảng này tăng cao, khiến các nhà đầu tư trở nên hoài nghi. Thực tế thì ván cược vào Metaverse đã tiêu tốn của Meta 9,4 tỷ đô la Mỹ năm nay và hơn 10 tỷ đô la Mỹ năm ngoái. Công ty dự định khoản lỗ sẽ còn tăng đáng kể qua từng năm. Theo thống kê, doanh thu quý 3 năm 2022 của Meta giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý đi xuống thứ hai liên tiếp của công ty, trong khi hơn 10 năm trước đó Meta chưa từng giảm doanh thu. Giá cổ phiếu của Meta hiện ở mức là 100 USD, thấp nhất kể từ năm 2016. Những khó khăn buộc công ty phải sa thải hàng nghìn nhân sự, đồng thời thắt chặt chi tiêu hoạt động. Thứ tư, thất bại của tiền số. Sau năm 2021 thăng hoa, thị trường tiền số đối mặt với hàng loạt vụ phá sản, sự cố gây nên sự bất ổn của thị trường. Cú sốc đầu tiên và lớn nhất xảy ra khi mà Terra Luna bị sập, xóa sạch gần như toàn bộ giá trị của nền tảng. Thảm họa kéo theo nhiều tài sản kỹ thuật số liên quan cũng suy giảm và sụp đổ theo. Thất bại lớn thứ hai là sàn FTX phá sản. Từng là sàn tiền số lớn thứ ba thế giới, FTX của Sam Bankman-Fried nhanh chóng sụp đổ trong vài ngày ngắn ngủi vì khủng hoảng thanh khoản. Đến nay thì sàn nợ khoảng 1 triệu nhà đầu tư với khoản tiền là 8 tỷ USD. Cùng năm qua, nền tảng cho vay tiền điện tử phổ biến nhất là Celsius Network đột ngột đóng cửa khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng. BlockFi và Three Arrows Capital, hay gọi tắt là 3AC, cũng đối mặt tình trạng phá sản do quản lý quỹ yếu kém. Những sự cố này đặt câu hỏi về sự an toàn của các quỹ cho vay tiền số hiện tại và trong tương lai. Trong khi đó, thì thị trường NFT ảm đạm cũng được xem là nốt nhạc buồn ở lĩnh vực blockchain năm nay.
bùng nổ năm 2021 với việc các nhà đầu tư chi hàng triệu USD mua tác phẩm nghệ thuật và đồ sưu tầm dạng kỹ thuật số, 2022 chứng kiến NFT giảm giá trị hàng nghìn lần. Các game NFT như là Axie Infinity bị hack cũng khiến niềm tin vào NFT giảm sút nghiêm trọng. Thứ 5, Amazon Alexa thua lỗ. Alexa vẫn là một trong những trợ lý ảo phổ biến nhất thế giới. Trợ lý ảo này đã có mặt trên thị trường được khoảng 10 năm. Không ít tính năng của nó được các đối thủ như là Google và Apple học hỏi. Dù vậy, một số báo cáo cho thấy trợ lý giọng nói của Amazon không còn được ưa chuộng do chỉ hoạt động với các lệnh tầm thường như là phát nhạc hoặc là hỏi về thời tiết. Theo The Verge, Amazon hiện sử dụng mô hình kinh doanh bán thiết bị kèm Alexa thay vì mua riêng một trong hai. Kết quả là khi mà Alexa ít người dùng, lượng thiết bị sử dụng trợ lý ảo này cũng bị giảm theo. Alexa bị đánh giá gặp nhiều lỗi như là độ trễ cao, trả lời sai, không hiểu câu lệnh. Số khác cho rằng khả năng nhận dạng giọng nói kém là điểm yếu của trợ lý ảo này. Ngoài ra thì đội ngũ dịch vụ khách hàng thiếu phản hồi trong các sự cố cũng là điểm trừ, khiến khách hàng tìm đến các sản phẩm khác. Theo nguồn tin của Business Insider, bộ phận Worldwide Digital của Amazon quản lý Alexa, dịch vụ Amazon Prime, đã lỗ 3 tỷ USD chỉ trong quý đầu tiên năm nay và được dự đoán sẽ lỗ 10 tỷ USD trong năm 2022, chủ yếu từ Alexa. Ngoài ra thì nội bộ của bộ phận này được cho là đang gặp khủng hoảng. Và thứ 6, sự lão hóa của Nintendo Switch. Nintendo đã ra mắt chiếc Switch OLED vào năm 2021 và thực sự mà nói, năm 2022 xứng đáng là một năm thất vọng với chiếc máy game console này. Từng được đánh giá là một trong những máy game cầm tay truyền thống tốt nhất thế giới, nhưng sự đi lên của các máy game PC mini dựa trên nền tảng AMD đến từ một loạt các nhà sản xuất Trung Quốc cũng như là sự mạnh mẽ lên trông thấy của dòng thiết bị chơi game cầm tay chạy Android đã khiến người ta thực sự hoài nghi về tương lai của chiếc Switch. Đúng như lo ngại của các nhà đầu tư, bản nâng cấp dưới mức kỳ vọng của Nintendo đã không nhận được phản hồi tích cực từ nhiều thị trường, bao gồm cả thị trường quê nhà Nhật Bản. Có thể với hầu hết những fan lẫn non-fan của Nintendo có chung suy nghĩ không cần thiết phải chạy đua nâng cấp cấu hình phần cứng như là PlayStation hoặc là Xbox, vì trải nghiệm chính của Nintendo Switch đến từ những tựa game độc quyền, không đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ. Thế nhưng cho đến gần đây, Nintendo đã nhận rất nhiều phản hồi tiêu cực đến từ phía người chơi do hiệu năng khi mà chơi game trên Nintendo Switch liên tục gặp lỗi. Cho đến khi hàng loạt những tựa game bom tấn được kỳ vọng sẽ chạy trên độ phân giải cao hơn cùng frame rate ổn định cũng gặp hàng loạt lỗi, hiệu năng kém. Bayonetta 3 nhắm đến 60 FPS nhưng chỉ đạt đến loanh quanh là 45 FPS. Sonic Frontiers phải giảm tải để phát hành trên Switch với 30 FPS, thậm chí thấp hơn. Và một vài nhà phát hành như là Square Enix đành bó tay với mong muốn đem Kingdom Hearts 3 lên Nintendo Switch, thay vào đó là phiên bản cloud chạy trên server từ xa. Chính vì vậy mà rất nhiều fan hâm mộ của Nintendo đã lựa chọn bỏ qua chiếc Switch OLED và chờ đợi chiếc Switch Pro vào năm tới. Như vậy thì vừa rồi là một loạt những sản phẩm có thể xem là thất bại trong thế giới công nghệ năm 2022 vừa qua. Không biết là anh em nghĩ sao về những sản phẩm này, anh em hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.